Hello, cả nhà em là Sushi, em đến từ shop Sushi là địa chỉ.com. Hôm nay em lên sóng cho cả nhà cái mẫu CD nha cả nhà. Giá luôn luôn tốt, cực tốt. Model là tiếp 25XS ha cả nhà. Con này là một cái CD kim giải mã luôn. Đây là một LCD nó rất lành cả nhà. Nó nổi tiếng từ xưa giờ luôn. Và hầu như là nó giữ giá, nó không gớt giá luôn cả nhà, nó cứ nằm nó hoài, nó nằm cái giá tầm khoảng 30 cho đến 35 36 triệu là nó nằm ở cái mức giá đó hoài luôn cả nhà. 5 năm trước nó cũng nằm ở mức giá đó. Và thậm chí bây giờ tiếp 50 rớt giá nhưng mà em này nó lại không rớt giá, nó mắc hơn tiếp 50 luôn cả nhà. Rồi thì em này là hàng bay nha cả nhà ha. Hàng đấu giá ruột gan đẹp như mới luôn, zin nguyên bản mắt độc cực tốt luôn, remote zin, chén hấn đồ dây nguồn zin luôn ha cả nhà ha. Thì em này thì nó nổi tiếng cả nhà, nó nổi tiếng, rất nổi tiếng. Tiếp ha cả nhà, em này thì xuất xưởng vào năm 1998 ha cả nhà, với cái giá xuất xưởng là 230.000 yên. Thì em này nó nặng lắm cả nhà, nó nặng tới 23 kg ha cả nhà. Bề ngang nó được size khoảng 45, chiều cao nó 15 và chiều sâu nó khoảng 34 ha cả nhà ha. Con này thì nó có thêm cái chức năng giải mã nữa, nó chạy 4 con giải mã ha cả nhà, nên chức âm nó dày dặn lắm. Tiếp là nói về chức âm là nó rất dày dặn ha cả nhà ha. Nó chơi nhạc nước ngoài cực kỳ hay luôn. Nói chung là nó rất là đỉnh đạt ha cả nhà. Bởi vậy anh em với con mắt nó lành lắm đó nha. Vì vậy cái thời từ xưa cho tới giờ nó vẫn nổi tiếng. Dù esoteric ra đồ này nọ nhưng mà cái con này là cái con hàng hot ha cả nhà. Đa số là anh em ưa chuộng nó rất nhiều. Em này nó nặng hơn tiếp 25 tầm khoảng 7 kg luôn đó cả nhà. 7 kg luôn. Và nó được trang bị cái DA, thì cả nhà mua em này thì cả nhà được lời thêm cái DA ha cả nhà. Rồi ngoài về ngoại hình em cho cả nhà xem sơ ngoại hình, sơn zin luôn ha cả nhà, tất cả nguyên zin hết. Nhưng mà nó có một cái khuyết điểm, một cái khuyết điểm này nó cực kỳ xứng đáng luôn. Em bớt cho cả nhà 4 cho đến 5 triệu ha cả nhà, em bớt cho cả nhà 5 triệu, 5 triệu vì một cái khuyết điểm này, nhưng mà nó không hề ảnh hưởng gì hết. Rồi bây giờ mời cả nhà coi ngoại hình con này, hàng đấu giá cả nhà, cực kỳ đẹp luôn, dây nguồn zin luôn ha cả nhà ha, dây nguồn zin theo máy luôn, remote zin luôn, chân chén đồ đầy đủ ha cả nhà, chân chén đầy đủ. Rồi mời cả nhà xem mặt phay em đó nha, sơn zin luôn, ốc sáng giới luôn, đích đái đồ đẹp keng luôn. Sáng giới luôn ha cả nhà. Cái này là dắt RCA, cái này là hai dắt ba lan ha cả nhà, hay là kêu cổng canon đó. Rồi, optical, crucial in out. Tất cả chức năng hoạt động hoàn hảo. Hình thức máy đẹp như mới zin từ con ốc luôn. À, em này thì nó quá nổi tiếng rồi cả nhà, sơn zin luôn nha cả nhà nha. Cạnh đẹp luôn, cạnh trên rất đẹp luôn, cạnh bên rất đẹp, đít rất đẹp. Rồi bây giờ em chỉ cả nhà một điểm là cả nhà coi nó đáng không nha, mà em trừ cho cả nhà 5 triệu là coi như em bán sorry anh em bán hơi phá giá một chút, nhưng mà em bán vốn, tại vì cái lỗi này cũng do em. Cái chân đinh cả nhà thấy không, nó đụng vô đây nè, một cái chấm hay cả nhà ha, thấy không, hay chấm không, rất nhỏ ha cả nhà. Tại vì em quay cho cả nhà chứ giờ em để gì, để ra ánh đèn cả nhà khỏi thấy luôn đó, đó khỏi thấy luôn.
Nói chung là nó không đáng kể đúng không cả nhà, nhưng mà cả nhà tiết kiệm được 5 triệu, cả nhà nhanh tay nha. Con này mắt độc cực tốt luôn. Do cái này em chợt tay á. Em chợt tay chân đinh nó dính vô đây một cái chấm nhỏ ha cả nhà ha. Đó. Ngoài ra là cơ bản thì ngoại hình nó đẹp. Rất đẹp. Rất duyên. Rồi. Thì em này thì khỏi cái gì để bàn, cả nhà nó quá nổi tiếng rồi, chơi rất lành, giữ giá cực lâu anh em à. Con này hàng bay nha, không phải hàng bờ bụi nha, nên anh em hoàn toàn yên tâm. Không phải làm bớt cho cả nhà cái giá đó là do ruột gan nó như mới luôn à, như mới luôn. Lát có gì cả nhà coi giùm em cái hình ruột gan em đính kèm ở đằng trước ha cả nhà. Nó chỉ bị một cái chấm như cái đầu kim ở đây nè, như cái đầu kim ha cả nhà ha. Đây. Tại vì mình buôn bán thì mình nói cho cả nhà biết thôi, chứ cơ bản khi mà cả nhà trưng bày rồi cả nhà nhìn không thấy đâu. Thì mình nhìn kỹ mới thấy thôi, chứ thực sự là mình không thấy. Đó, giống như giờ đã cả nhà hỏi thấy luôn. Rồi, bây giờ trước khi test cái cam mình form cho cả nhà cái giá đẹp luôn, giá giá không bớt luôn ha cả nhà ha. Giá không bớt luôn, giá là hầu như ngay vốn của em luôn ha cả nhà ha. À, thậm chí là lỗ công ha. 28 triệu 200 ngàn bao ship toàn quốc, COD cọc em 10% nha, hàng bay tận nhà, phụ kiện chân đinh chén hứng đồ, dây nguồn zin, remote zin đầy đủ ha. Rồi mời cả nhà cùng em thưởng thức với các em nói nha. Tiếp 25XS, một con CD rất rất nổi tiếng ha cả nhà. Rồi mời cả nhà. Rồi thì em test mắt độc cho cả nhà ha. Tiết thì nó lành lắm cả nhà, mắt rất lành, buông tay là độc. Con này em bao mắt zin luôn nha, bo mạch zin zin hết, không có dấu chấm hàng ha cả nhà, không qua sửa chữa nha, hàng e bay về luôn đó. Thì với cái giá này là cả nhà tranh thủ nha. Rồi bây giờ mời cả nhà cùng em ở đây remote zin luôn ha cả nhà. Cả nhà những qua đây thì nó qua optical 12 ha cả nhà ha. Đó rồi, đây là nút display, display là mình tắt màn hình ha cả nhà, mình muốn mở thì mở lên. Rồi bây giờ mình bấm số nha. Rồi, mời cả nhà cùng em thưởng thức chiếc âm em nói nha. Hãy đôi tay.
8 triệu em không phích luôn nha cả nhà, hầu như là bán vốn lỗ công cho cả nhà do cái chân đình của em cả nhà. Nhưng mà cơ bản giống như em để em quay cả nhà không thấy được, không thấy được ha cả nhà ha, nó không có đáng kể nhưng mà cả nhà tiết kiệm được rất nhiều. Với cái giá này thì cả nhà xài 2-3 năm nữa nó cũng vậy, 4-5 năm nữa nó cũng vậy, cái con này nó không có xuống giá cả nhà ha. Rồi có nhu cầu thì liên hệ em nha, con này bảo hành cho cả nhà chơi chơi 3 tháng ha cả nhà ha, ruột gan đẹp như mới luôn cả nhà ơi. Mọi thứ như mới ha, không còn gì để bàn, nên cả nhà cứ yên tâm mà sử dụng nha. CD margin có chấm hàng, tặng luôn CD ha cả nhà. Hàng này là hàng bay ha cả nhà, bao zin 100%. Rồi có nhu cầu thì liên hệ em nha. Chúc cả nhà có một đêm ngon nhất. Bye bye.